Đông đông một chút em sẽ like nhé. Hôm nay em sẽ like tặng cực kỳ nhiều mẫu nha mọi người ơi. Đông đông một chút em sẽ like tặng nhé. Ai đang xem chấm cho em nha mọi người ơi. Có lụa này. Lụa này. Chào Mai Anh nha. Mai Anh hôm qua có một hình như có được một cái áo hay sao ấy, chị Lưu á, chị vẫn lưu nhé. Đông đông một chút em sẽ like tặng nha mọi người. Mọi người có thích bộ không ạ? À? Mọi người hôm nay có thích em like bộ không? Thích em like bộ hay là like len ạ? À? Thích em like bộ hay like len ạ? À? Đây nhá. Tặng chân váy nhá. Tặng một cái chân váy nhá. Cái này em mới bỏ ra nó hơi bị nhăn ý. Hơi bị nhăn một chút. Em sẽ tặng chân váy. Đây nhá. Tặng nhá. Tặng bộ nhá, tặng bộ nhá. Tặng bộ nhá. Tặng bộ nhá mọi người ơi, 19k nhá. Tặng bộ 19k nhá. Tặng bộ nhá. Adidas nhá. Adidas chất đẹp này. Hàng đẹp lắm nha mọi người ơi. Tặng bộ 19k nhá. Tặng bộ đầu like 19k nhá. Hôm nay cuối tuần em sale cực kỳ rẻ luôn. Hôm nay cuối tuần em sale cực kỳ rẻ nhá mọi người ơi. Đông đông một chút nhá, đông đông một chút em chạy sale tặng nhá. Ai đang theo dõi livestream thì nhớ chia sẻ của em nhé. Hai lần lên trang cá nhân, ba lần lên hội nhóm của em nhé. Ai đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ cho em nhé. Ai đã chia sẻ thì comment cho em đã chia sẻ nhé. Để em biết tặng quà cho mọi người nhé. Để em biết tặng quà cho mọi người nha. 19k một bộ Adidas ạ. 19k một bộ Adidas nhé. 19k một bộ Adidas ạ. Có hai màu nhá. 19k một bộ Adidas có hai màu nhá. Đây, đó, hai màu ghi. Đen ghi cực kỳ xinh luôn. Ai đã chia sẻ comment hộ em đã chia sẻ nhé. Ai đã chia sẻ comment hộ em đã chia sẻ nhé. Đó. Xinh chưa? Mọi người có thích bộ Adidas này không? Có ai thích Adidas không? Bộ này cực kỳ dễ mặc luôn. Bộ này cực kỳ dễ mặc luôn. 19k một bộ quá rẻ luôn. Mọi người ra chợ không bao giờ mua được cái bộ này 19k luôn. Em thấy Lê Nguyễn chia sẻ này, Nguyễn Hạ chia sẻ này, Mai Anh chia sẻ này. Đó. Ai có thích bộ này không ạ? À? Ai đã chia sẻ comment tặng 19k nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Bộ này tầm 55kg đổ về mặc vừa chị nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Vì cái bộ này nó là hàng chuẩn đấy chị, nó có size. Cái này nó có size này. Cái này nó có size nha chị nhá. Chị mặc size bao nhiêu thì em lấy cho. Cái này nó có size M. Cái này nó có size M với size S. Ai đã chia sẻ comment đã chia sẻ nha. Em sẽ tặng nhá. Em sẽ tặng bộ này 19k cho một chị nhá. Em sẽ tặng bộ này 19k cho một chị nhá. Em sẽ tặng bộ này 19k cho một chị nha. Hàng Adidas chuẩn hãng luôn. Cực kỳ xinh luôn. Mặc chất thích lắm mọi người ạ. Đông đông một chút em sẽ đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá. Đông đông một chút nhá. Chỗ hôm nay chủ nhật mọi người có đi chơi đâu không? Bộ hàng của Nine chắc là phải tầm mai hoặc ngày kia nhá. Muộn nhất là ngày kia nhá. Phải tầm 2 ngày Nine nhá. Đây nhá, ai đã chia sẻ comment đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ comment đã chia sẻ để được tặng bộ này 19k nhá. 19k nhá. Cảm ơn Đức Nguyễn nhá. Đây nhá, 19k một bộ thôi nha. Đông đông một chút em siêu tặng nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em nhá. Tại chắc hôm nay cuối tuần mọi người chắc là một là giờ này vẫn còn đang ngủ, hai là đi chơi hết rồi à. Hôm nay hơi ít người xem ạ. À, muốn tặng comment tặng cho em nhé. Tặng 19k một bộ Adidas nhé. Để em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ. Tại vì hôm nay hơi ít ý. Chắc cuối tuần mọi người đi chơi hết rồi sao. Mới được có 12 lượt chia sẻ thôi này. Mới được có 12 lượt chia sẻ thôi. Mọi người cố gắng chia sẻ hộ em đi. Mọi người cố gắng chia sẻ hộ em. Mỗi người hai lần nữa đi ạ. Hai lượt nữa đi ạ. Chân váy đâu này chị bán giá 79k nhá. 79k. 79k chỉ còn size SM nhá. 79k chỉ còn size SM thôi ạ. Chỉ còn size SM thôi, size L thì không còn rồi. Hôm nay có một chị chốt lấy mấy cái size L nhưng mà lại hết size L mất rồi. Thì chỉ còn size S với size M thôi ạ. Nên là em sale rẻ luôn 79k nhá. Chân váy 79k nhá. Chị gửi rồi Lily ạ.
Đây nha, 19k nha, 19k nha. Đông đông một chút em sale tặng nha, đông đông một chút em sale tặng nha, đông đông một chút em sale tặng nha. Tại vì hôm nay hơi ít người, chắc là mọi người chưa vô được ấy. Thì đông đông một chút em sale tặng 19k nhá. À cái chân váy đấy thì lại không có quần trong rồi. Cái chân váy đấy thì lại không có quần trong rồi chị ạ. Còn mấy cái dáng này thì có này. Mấy cái dáng này thì có này. Chất dày lắm mọi người ạ. Đây này, như mấy cái dáng này thì có quần trong nhá. Như những cái dáng này thì có quần trong em đang sale 99k. Như những cái dáng này thì có quần trong em đang sale 99k nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đây này, quần trong nhá. Quần trong nhá. Đó, 99k nhá, em đang sale 99k chân váy nhá. Hôm nay sale đồng giá 99k chân váy, riêng chân váy kia hết size nên là em sale rẻ luôn 79k. Quá rẻ luôn. Bộ 19k nhá, bộ 19k em sẽ tặng cho một chị nhá. Bộ 19k em sẽ tặng cho một chị nhá. Bộ 19k em sẽ tặng cho một chị nhá. Em sẽ kiểm tra nhá, ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng nhá. Em sẽ kiểm tra nhá, ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng nhá. Mọi người comment lại cho em nè, mọi người ai muốn nhận quà thì comment lại cho em nhá. Tặng 19k kèm số điện thoại ạ. Tặng 19k kèm số điện thoại nhá. Ai muốn tặng thì comment đúng cú pháp cho em nhá. Tặng bộ 19k kèm số điện thoại ạ. Mọi người comment đúng cú pháp cho em nhá. Mọi người comment mỗi tặng 19k này em không tặng đâu ạ. À. Em tặng đúng cú pháp nhá. Đã chơi mini game thì mọi người cố gắng comment đúng cú pháp cho em nhé. Tại vì bình thường ví dụ như em tặng quà mà mọi người không cho số điện thoại ấy, thì em cũng không biết mọi người ở đâu mà em gửi hàng cho mọi người ấy. Em cũng không có gì để liên lạc với mọi người ấy. Thì đó mọi người cố gắng comment lâu lâu một chút cũng không sao. Nhưng mà cho em đầy đủ nhá, cho em đầy đủ cả số điện thoại nhá. Ai em thấy comment đủ số điện thoại đầu tiên em sẽ tặng nhá. Ai em thấy comment đủ số điện thoại đầu tiên em sẽ tặng nhá. Em sẽ chốt cho một chị nhá. Tặng cho một chị nhá, bộ 19k nhá. 19k tặng cho Nguyễn Hạ nhé. 19k tặng cho Nguyễn Hạ nhé. Tặng 19 cho Nguyễn Hạ nhé. Nguyễn Hạ comment đúng cú pháp đầu tiên. Đây nhá, ai chưa được tặng nhá, ai chưa được tặng thì em sẽ bán hôm nay bán rẻ hơn mọi khi nhá, vì hôm nay cuối tuần em sẽ bán rẻ hơn mọi khi. Em sẽ bán rẻ hơn mọi khi nhá. Mọi khi này em bán bộ này 50k. Mọi khi em bán bộ này là 65k. Hôm nay em bán rẻ 55k luôn nhá. Cuối tuần em bán rẻ luôn 55 nhá. 55k nhá, 55k một bộ Adidas nhá. 55k một bộ Adidas nhá. Em cũng còn ít không còn nhiều đâu ạ. Đây này. Em cũng còn ít không còn nhiều đâu ạ. Này. Cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy thì comment cho em nhá, bộ nhá. Ai lấy thì comment cho em bộ nhá. Bộ nhá, ai lấy thì comment cho em bộ nhá. Bộ nhá. Bộ nhá. Tại vì mọi người ít chia sẻ quá nên là em không tặng 19k tiếp được ạ. Mọi người chia sẻ ít quá nên là em không tặng tiếp 19k được ạ. Nên đông đông một chút. Nếu mà lên 30 người em sẽ tặng tiếp 19k tiếp nhá. Nếu mà lên 30 người em tặng tiếp 19k. Còn nếu không lên 30 người được thì bộ dài em có ạ. Nếu mà không lên 30 người được em bán bộ này với giá 55k nhá. 55k một bộ nhá, hai màu nhá. Đây. 55k một bộ hai màu. Màu đen trắng nhá. Áo trắng quần đen, áo trắng quần xám. Ai lấy comment cho em 55k nhá. Ai lấy comment cho em 55k nhá. Chất này ạ, à, chất này là chất. Em chả biết là chất gì nhưng mà mặc mềm lắm, mát lắm. Đó là cái hàng, nó là cái hàng chính hãng đấy. Tại vì bình thường em đây này, em bán ở shop bình thường có cái bộ như thế này này. Bộ ngắn nhá, bộ ngắn như thế này em đã bán tầm 178 rồi. Đó, bộ ngắn như thế này em đã bán tầm 178 rồi. Đó, nên là mọi người, nó không phải là cái hàng điểu đâu, chất cực kỳ thích luôn. Mà hàng chợ mọi người không bao giờ mua được cái giá đâu, nó nói thật luôn. Chất giờ sướng cực kỳ luôn. Đây, bên trong đây, đường may bên trong nhá. Đường may bên trong còn đẹp hơn đường may bên ngoài luôn. Nó may cực kỳ cẩn thận luôn. Em lại không có Shopee chị ơi. Ok Nguyễn Hà nhá. Chị lấy hai màu đen luôn à chị Nguyễn Hà? Nguyễn Hà lấy hai màu đen luôn à? Thế là chị lấy một đen một xám ạ? À? Chị lấy một đen một xám ạ? À? Đây nha, em có bộ dài nhá. Bộ dài lụa hàng cao cấp nhá.
ok chị nhá. Hôm trước chị nhận được áo dạ chưa? Hay là bạn chị vẫn đang cầm hộ? Đây nha, một bộ lụa nha, lụa cao cấp nhá. À, bộ dài thể thao thì hiện tại em lại đang hết hàng rồi. Bộ dài thể thao em lại đang hết hàng rồi, em chỉ còn lỉ thôi chị ạ, em chỉ còn lỉ với lụa thôi. Bộ dài thể thao em lại đang hết hàng rồi. Hôm trước về được mấy con thì lại hết sạch rồi mọi người ạ. Bộ lụa cao cấp nhá. Ai lấy bộ common bộ cho em nhá, bộ 55k nhá. Ai lấy bộ common bộ cho em, bộ 55k nhá. Hôm nay cuối tuần em sale rẻ luôn, chứ mọi khi em sale là 65 đó. Đây, bộ lụa hàng cao cấp nhá. Bộ lụa hàng cao cấp nhá. Đẹp mà, áo dạ đấy đẹp mà. Chất cũng đẹp nữa cơ. Đây nhá. Đây này, hàng cao cấp nhá. Nó có cái quần dài nhá mọi người ơi. Cái quần nó may cũng xinh cơ. Cái quần của nó đây mọi người nhá. Cái quần ống quần đây này. Cái ống quần đây nhá. Cái ống quần đây nhá mọi người ơi. Cái quần này đây, nó mặc ống quần đây nhá. Quần sọc à. Lụa này em không ạ, lụa này em bán 120 nhá. Lụa này em bán 120. Đẹp cực kỳ luôn. Này này là có 3 4 màu gì đó. Em bán 120. Em đang mặc hai áo, em đang mặc áo bên trong với quần bên trong nên cảm giác nó rộng thôi. Chứ những cái dáng này này, 60 cân đổ về mặc thoải mái luôn, rộng rãi cực kỳ luôn. Nó là hàng xịn nên là cái form của nó to. Chứ nó không phải là hàng xưởng nên là cái form nó hơi bé. Ví dụ như cái hàng xưởng ấy thì form nó hơi bé, hơi nhỏ một chút. Nhưng mà riêng mấy cái hàng chính hãng, hàng lụa này, nó nếu mà nó là cái chất thi bóng ấy thì nó mặc thì nó hơi cứng. Mà hàng nó xấu, chất xấu, nhưng mà riêng mấy cái hàng này chất cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá, lụa nhá, 120k, rẻ cực kỳ luôn. Lụa hàng cao cấp nhá. Có size to nhá, có size form to nhá. Cái này 60 cân mặc thoải mái chị ạ, rộng lắm ấy, rộng kinh khủng luôn này. 60 cân mặc thoải mái luôn. Đó. Cái này nhà em thì hiện tại thì đang còn, em xem là còn màu nào. Hiện tại thì em đang còn mấy cái màu này. Em chờ em một chút em đi kiểm tra xem màu còn những cái màu nào. Đây nha, ai đang xem thì chấm bài cho em nhé. Ai đang xem thì chấm bài cho em nhé. Đây là một bộ chai leo màu hồng này. Một bộ chai leo màu hồng này. Cái size nó hơi nhỏ hơn một chút. Cái size hồng này nhỏ hơn một chút. Đây, size chai leo nhé. Đây là chai leo. Màu đen hôm qua em lại hết sạch hàng rồi. Đây. Đây là màu hồng tím nhá. Đây là màu hồng tím này. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ nó xinh lắm mọi người ạ. Đây. Chất đỏ cực kỳ đẹp thôi. Nhưng mà tôi là đỏ ngắn tay nhá mọi người ơi. Đỏ ngắn tay nha. Đỏ ngắn tay cũng xinh. Đó. Đây. Đây là màu xanh than nhá, màu xanh than nhá. Màu xanh than nhá. Ở đây này, xanh than đây này. Đây này. Hàng của nó này cực kỳ xinh luôn. Hàng xanh than nhá. Đó, cực kỳ đẹp. 120k thôi, rẻ cực kỳ luôn á. Rẻ lắm luôn á. Ai lấy xỉ thì inbox cho em nhá. Ai lấy xỉ thì inbox cho em nhá. Giá còn rẻ hơn gấp mấy lần luôn ấy. Đây. Chất lụa như em đang mặc nhá, hàng lụa không phải hàng phi bóng nhá mọi người ơi. Đây là hàng lụa không phải hàng phi bóng nhá. Lụa xanh than à. Cái chất này mặc thích mà, khiếp mềm ơi là mềm luôn ấy. Cái chất này mặc thích mà. Em có 45 46 cân thôi. Em có 45 46 cân thôi mà em mặc cái bộ này còn đang rộng cái này. Cái này em đảm bảo là 60 cân mặc vừa. 58 cân độ mặc vừa thoải mái luôn, 58 cân đổ xuống thì mặc xinh. 58 cân đổ xuống mặc xinh. Đây nhá, xanh đây nhá. Xanh, cái màu xanh than này đẹp này. Em dơ gần cho mọi người nhìn chất nhá. Cái chất này cực kỳ đẹp luôn. Lụa mềm luôn chứ không phải là cái hàng phi bóng đâu. Hàng phi bóng mặc cực kỳ ấy luôn, cực kỳ rộng luôn đây. Chất lụa này cực kỳ đẹp luôn. Màu xanh than nhá. Ai lấy xanh than, cảm ơn xanh than này. Ai lấy lụa màu sữa nhá. Ai lấy lụa màu sữa, màu vàng sữa, vàng bò đấy. Đó, cảm ơn vàng bò cho em. Ai lấy màu hồng tím nhá, cảm ơn hồng tím cho em. 120k quá rẻ thôi. Đó. Đỏ này. Bộ này size nhỏ hơn một chút. Bộ này size nhỏ hơn một chút cho người tầm xinh xinh, vừa cao thấp một chút này. Bộ này mà tầm như em thì mặc đẹp này, tại vì em thấp mà, em mặc cái quần nó vừa. Đó. Cái bộ này em siêu rẻ 110. Còn mấy cái hàng này thì đắt hơn một chút nhá, 120. Tại vì cái size hồng nó bé hơn một chút thôi, một chút xíu thôi, không vấn đề gì. Em vẫn mặc rộng nhưng mà chỉ là cái quần nó vừa. Cái quần nó vừa đến cái này của em thôi, nhiều người thích dài thôi nhưng mà như em thì em thích ngắn. Mấy cái bộ ngắn, bộ ở nhà mặc ngắn ngắn một chút thì đi lại cho nó thoải mái.
không ai thích lụa thì em sẽ sale quần áo nhé. Em sale quần áo cho mọi người nhé. Em tặng quần áo cho mọi người nhé. Mọi người hôm nay muốn em tặng quần áo không? Em tặng quần áo cho mọi người nha. Chân váy nhá, chân váy nhá, nâu nhá, chỉ còn size SM nhá. Chỉ còn size SM 79k nhá, chỉ còn size SM 79k nhá. Chân váy nâu 79k nhá, 79k. Tặng à? Mọi người thích tặng à? Ok nhá, em sẽ tặng nhá. Có ai thích em này không? Có ai thích em này không? Em tặng nhá. Có ai thích em này không? Em tặng. Có ai thích em này không? Em tặng nhá. Tặng 29k nhá. Ai là em này comment tặng 29k cho em. Tặng đầu like nhá. Ai là em này comment tặng cho em. Tặng đầu like nhá. Tặng 29k mà cái con này cực kỳ sang luôn. Cực kỳ sang luôn. Đây chất đây cho mọi người nhìn chất luôn. Cho mọi người nhìn rõ chất nhá. Em tặng nhá. Đây. Tại vì có khách thích tặng em sẽ tặng luôn. Bán hàng cực kỳ dễ luôn. Đó. Bán hàng cực kỳ dễ luôn. Nói tặng là tặng luôn. Và cái hàng tặng nhà em cũng cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây nhá, 29k nhá. Ai lấy comment em khoác nhá. Khoác 29k kèm số điện thoại nhá. Hôm nay em sẽ chốt đơn cho những chị nào có số điện thoại nhá. Tặng 29k kèm số điện thoại ạ. Tặng 29k kèm số điện thoại nhá. Tặng 29k kèm số điện thoại. Xinh ơi là xinh mà mặc cái con này về mặc cái con này với quần với váy đều sang cơ. Xinh cực mà ngoài nhìn nó lấp lánh lắm. Ở ngoài nhìn nó lấp lánh lắm. Chả biết mọi người trong trong live nhìn có rõ không nữa nhưng mà ở ngoài nhìn nó sáng lắm. Tặng nhá. Ờ, vui lại tâm comment cho em cả số điện thoại nhá. Tặng nhá, tặng 29k kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua mẫu nhanh nhá. Đây, em dơ cho nhanh đi, em dơ cho nhanh. Con này thì có 4, con này thì có 5 màu nhá, cái này có 5 màu. Đây. Yếm mới chị chưa gỡ ra nhá, chị chưa có thời gian gỡ ra cơ. Đây nhá. Đây nhá. 79k nhá, 79k lên đẹp nhá. 79k lên đẹp nhá. Ai lấy comment cho em nhá. Ai lấy comment cho em ạ, 0179k nhá. 0179k nha mọi người ơi. 0179k nhá, có 3 màu. 0179k có 3 màu nhá. Bộ bộ chai leo hồng thì em sale là 110, còn mấy cái bộ chai leo màu khác thì tại vì cái form hồng em lấy về em mặc, nhưng mà tại vì nó hơi rộng với em đó nên là em bán rẻ luôn 110, còn mấy cái bộ ghê thì em bán 120 nhá. Em bán 120 nhá. Ôi. Đây nhá, 79k. Dạ em bán quần áo chị ạ. Em bán quần áo nhá, đây nhá. Đây nhá. 69k nhá. 69k nhá. Em có quần nhá, em có quần nhá, em có quần baby doll nhá. Em có cái kiểu quần baby, cái quần rộng rộng ấy, em có nhá. Đây nhá, ai lấy 02 comment 02 cho em nhá. Ai lấy 02 comment 02 cho em. 02 nhá, 0259k. 0259k nhá. 0259k. Ai lấy 02 comment 02 cho em, đi ngủ đi. Đang pha sữa cho nó. Đây. 0259k xinh cực. Bốn chín k nhá. Em này mặc hơi rộng rộng một chút này. Em này mặc hơi rộng rộng một chút. 49k. Cái con này mặc sáng da cực kỳ luôn. Cái này mặc sáng da cực kỳ luôn. 49k. Bốn chín k nhá mọi người ơi. 49k nhá. Ai lấy vàng comment vàng cho em. 49k. Ai đang xem thì chấm bài cho em với nhá. Ai đang xem thì chấm bài cho em với nhá. Để em like nhá. Mọi người có thích lên hàng đẹp không ạ? À? Có mọi người có thích lên hàng lên đẹp không? Có ai thích lên hàng lên đẹp không ạ? À? Em sẽ lên hàng lên đẹp cho mọi người. Em sẽ lên hàng lên đẹp cho mọi người. Có ai thích lên đẹp không? 39k nhá. Con xanh này 39k nhá. Con xanh này 39k nhá. Có ai thích lên hàng lên đẹp không ạ? À? Em sẽ lên hàng lên đẹp đắt hơn một xíu thôi nhưng mà chất cực kỳ. Em bao chất luôn. Riêng cái hàng lên đẹp này em bao chất. Đây nha, 39k xanh nha. Ai lấy xanh comment xanh 39k. Ai lấy xanh comment xanh 39k. Ai lấy xanh comment xanh 39k nhá.
Có ai muốn lên hàng Len Đẹp không ạ? Lên hàng Len Đẹp, em sẽ lên hàng like hàng Len Đẹp cho mọi người. Ok nha, em sẽ like Len Đẹp cho mọi người nhé. Có cần em mặc không nhỉ? Có cần em mặc không nhỉ? 99k nhá. 99k nhá. 99k đỏ. Đỏ nhá, đỏ kiểu Hàn Quốc nhá, tay phồng nhá, tay phồng. Tay phồng nha mọi người, tay phồng nhá. Tay phồng nhá, cái này nó là nỉ nhá mọi người ơi, nó là nỉ nhá chứ không phải là len nhá. Cái này nóng kinh khủng mà ấm kinh khủng luôn. Mặc à? Ok nhá. Cái mẫu nào mà mọi người không thích thì mọi người comment qua mẫu cho em nhá. Mọi người không thích thì mọi người comment qua mẫu cho em nhá. Còn ai đang xem thì chấm bài cho em nhá. Còn ai đang xem thì chấm bài cho em nhá. Ồ là to lắm ấy mà nó rộng lắm ấy. Đây nha mọi người ơi. Nó xinh quá. Rộng quá. Này, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Cái chuẩn này chuẩn form Hàn luôn mọi người ạ. Đó, 99k. Cực kỳ đẹp luôn, 99k nhá, 99k. Xinh kinh khủng. 99k nhá. Chất dày lắm mọi người ạ, đẹp kinh khủng. Này. Cái này là size M nhá, cái này là size M nhá. Cái này là size M. Ai lấy đỏ comment đỏ 99k cho em. Có nhá, có quả chân váy, có chân váy, có quần bên trong nhá, có hết nhá. Đây, một kiểu Hàn Quốc nhá, một cái kiểu là kiểu mới này. Kiểu này kiểu mới này, xinh cực kỳ luôn. Cái này chỉ duy nhất hai cái thôi, cái này chỉ còn duy nhất hai cái thôi. Cái này duy nhất chỉ còn hai cái thôi. Đây. Có chữ này, có chữ nhá. Đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn, 99k. Có sai không? Chân váy đen à? Chân váy đen hôm qua mặc à? Cái chân váy đấy hết size rồi. Bao nhiêu người đặt nhưng mà cháu chưa đặt được. Để in mấy hôm nữa cho hỏi xem còn hàng không, hàng nó còn về không. Hôm trước cháu hỏi. Hôm trước cháu hỏi nhưng mà không còn cái chân váy đấy. Để in cháu xem cho. Còn mấy cái chân váy ở đây đẹp phết, chút cháu gửi cho. 99k vàng nhá. Ai lấy vàng kéo khóa comment vàng kéo khóa cho em. Cô Lê với chú Tiến ở đây. Cô Lê với chú Tiến đang ở đây. Nay cuối tuần đừng nghỉ sang đây chơi. Đây nhá. Ai lấy vàng kéo khóa comment vàng kéo khóa cho em nhá, 99k nhá. Không nhanh thì hết nhá. À cái con này chỉ còn 2 con thôi. Khách lấy của em để lại đúng 2 con để bán. Xinh cực. 99k vàng nhá. Có ai thích trắng không mọi người? 89k nhá. 89k, 89k, 89k kẻ đen này. 89k kẻ đen nha mọi người ơi. 89k kẻ đen nhá. Cái này nam nữ đều mặc được này. Cái form này là form áo đôi nam nữ đều mặc được nhá. Đây tay này. Tay này, tay bồng nhá. Tay phồng nhá, tay phồng Hàn Quốc nhá, tay phồng Hàn Quốc nhá. Tay phồng Hàn Quốc nhá. Đó, 89k đen. 89k kẻ đen xinh ơi là xinh. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Mọi người không thích thì comment qua mẫu nhá. Em sẽ like nhanh nhá, em sẽ lựa nhanh nhá. Mọi người cứ chụp màn hình, nếu mà mọi người ưng mẫu nào nha mà chưa kịp xem thì cứ chụp màn hình cho em nhá. Chụp màn hình gửi vào tin nhắn cho em nhá. Gửi cho em hỏi còn thì em sẽ trả lời nhá. Còn thì em sẽ gửi hàng cho mọi người nhá. Đây. Em chuẩn này. 89k nữa. À đây còn một em này nữa. Còn một em này nữa. Em này xinh này, 69k nhá. 69k nhá. 69k nhá. 69k nhá, xinh ơi là xinh. Quần có lớp lưới á, quần có lớp lưới là quần nào nhỉ? Đây nhá. Ai lấy áo này comment cho em nhé, sữa nhé. Chữ nhé, hoặc là comment chữ cho em nhé. Comment áo chữ cho em nhé. Ai đang xem thì chấm bài cho em nhé. Hình như hôm nay mọi người đi đâu hết thì sao ấy.
Mọi người có nhìn nét không ạ? Mọi người có nhìn nét không? Mọi người có nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không ạ? Một con hàng hiệu nha, một con hàng hiệu Kim Sa nha. Một con hàng hiệu Kim Sa nha. Thật sự rất là ghét mấy cái mác này luôn. Mặc vào người rất là đau luôn. Nó xẻ vào người cho rất là đau luôn. Cái này mặc hở vai cũng xinh. 79k nhá. Ai lấy comment thêm 79k. 79k Kim Sa nhá. 79k Kim Sa nhá. Đây. 79k Kim Sa nhá. Ai lấy comment thêm 79k Kim Sa, mặc sáng da cực kỳ luôn. Mặc sáng da cực kỳ luôn. 79k Kim Sa nhá. Ai lấy quần trắng em đang mặc thì quần thì comment nhá, 99k nhá. Quần trắng em đang mặc 99k nhá. Quần em đang mặc 99k nhá. Ai lấy comment quần em đang mặc 99k nhá. Nhà ngủ đi thì đỡ mệt. Cô ngủ chưa? Cô chưa đủ chưa? Xinh chưa? Đây nhá, len giày nhá. Len giày nhá. Tôm ngủ rồi. Vân bảo cho Tôm vào bán hàng đi. Tôm ngủ mất rồi. 79k nhá. Ai lấy comment cho em 79k nhá. 79k len trắng nhá. 79k len trắng nhá. Mọi người muốn xem len gì đấy nhỉ? Mọi người muốn xem len gì nữa để em like à? Ai muốn xem gì để em like? Có ai muốn xem gì nữa không? Ai muốn xem gì nữa comment nhé. Ai muốn xem gì comment nhé, em sẽ like cho mọi người nhé. Không. Mọi người đi chơi hết thì sao ấy, like đi thử xem. Mọi người chờ em xíu nhé. Em bán chân váy nhá, em bắt đầu bán chân váy nhá. Mọi người chờ em xíu. Trên váy bảo ok nhá. Ôi trời ơi, rất là bực mình mấy cái mác này luôn. Rất mác đi thì mọi người cứ nghĩ là hàng đều hàng không tem mác, nhưng mà thực sự là mặc cái mác nó rất là đau luôn. Điên quá. Chân váy da nhá. Chân váy da nhá. Chân váy da có hai màu nhá. Chân váy da hiện tại có hai màu, chỉ còn size S thôi nhá. Chỉ còn size S thôi nhá, có hai màu nhá, xẻ nhá. Có xẻ nhá mọi người ơi, có xẻ nhá. Chân váy da co giãn nhá, bao chất nhá. Chân váy da co giãn bao chất nhá. Chân váy da co giãn bao chất luôn nhá. À cái áo này em mua rồi, áo này em mua ở ngoài rồi, em không bán, em không bán áo này. Đây nhá. Chân váy da xẻ nhá, bao chất nhá. Đó, bao chất luôn. Riêng mấy cái chân váy này mà mọi người nhận mà không ưng trả hàng em thoải mái luôn. Trả hàng em thoải mái luôn. Cái chân váy này nó co giãn ấy, mặc thích cực kỳ luôn. Tầm 48 quân đổ về mặc vừa nhá. 48 quân đổ về mặc vừa nhá. Có hạn. Chỉ còn size S thôi mọi người ạ. Chỉ còn size S thôi. Size to thì mọi người lấy hết rồi. Size to thì hết hàng rồi. Chỉ còn size S thôi nhá, có hai màu nhá.
ai lấy nâu con mình nâu nhá, ai lấy nâu con mình nâu nhá, 48 cân đổ về mặc vừa nhá, 48 cân đổ về mặc vừa nhá. Như em đang mặc rộng này, như em đang mặc rộng, 48 cân đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy nâu con mình nâu, ai lấy xanh con mình xanh 120k, 120k nhá, 120k nhá. Mọi người xem trên váy bò à? Mọi người muốn xem trên váy bò à? À có túi nhá, em sẽ bán túi nhá. Túi nhá, túi nhá. Túi nhá. Có ai thích túi không ạ? À? Có ai thích túi không? Có ai thích túi này không? Túi này hôm qua em like rồi đấy ạ. À. Túi này hôm qua em tặng cho mọi người rồi đấy. Túi nhá. Đây. Xinh cực kỳ luôn. Xinh cực kỳ luôn, chỉ có mấy chục nghìn thôi, có mấy chục nghìn thôi, mọi người đi mua chơi chơi. Đi chơi chơi cực kỳ thích luôn. 65k. Thôi, 60k đi. Ai lấy comment cho em túi 60k nhá. Túi 60k nhá, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn, túi 60k. Cái này là do em đang, cái này là do em nhét báo bên trong nên cảm giác nó phồng to đấy, chứ còn bình thường mọi người. Đây này. Em đang nhét báo bên trong nó cảm giác nó to thôi, chứ bình thường mọi người về đeo nhỏ tí à. Bé tí xinh xinh à. Đây này, bình thường nó chỉ có bé tí thế này thôi. Bình thường chỉ có bé bé xinh xinh như thế này thôi. 60k nhá, ai lấy túi comment túi cho em nhá. Ai lấy túi comment túi nhá. Này. Ai lấy túi comment túi nhá. Túi nhá. Túi 60k. Tại tại vì cái số lượng về nó ít cái gì nên là 2-3 người mua hoặc 2-3 người lấy đã hết sự hàng rồi. Em thử trên váy da cho mọi người, ở trên váy bò cho mọi người nhá. Em mặc thử trên váy bò cho mọi người nhá. Em mặc thử trên váy bò cho mọi người nhá. Đây nhá, cái bò em đang mặc rộng nhá. Cái bò này em đang mặc rộng nhá vì em chả tìm thấy size nữa cơ. Vì không tìm thấy size của nó đâu nữa cơ. Chân về da đẹp cực kỳ luôn. Bò đây nhá mọi người ơi, bò đây nhá. Bò em đang mặc rộng nhá. Đây, bò đây nhá. Cái bò em đang mặc rộng nhá. Cái form này nó hơi to hơn một chút này, nó to hơn một chút này, đó. Ai đang xem thì chia sẻ livestream cho em nhé. Ai chia sẻ livestream cho em sẽ bán với giá cực kỳ yêu thương luôn, cực kỳ rẻ luôn. Có ai thích bò không ạ? À? Có ai thích bò không? Sale rẻ luôn nha, mọi người thích em sale rẻ bao nhiêu? Mọi người thích em sale bao nhiêu? 99k nhá, 99k cho ai comment đầu tiên nhá. 99k nhá. Bò 99k nhá. Mọi người đi đâu mà mua được cái chân váy bò 99k không mọi người? Mọi người đi đâu mà mua được chân váy bò 99k không hỏi em. Đây nhá. Bò xòe nhá. Bò xòe nhá. Bò xòe 99k luôn. Bò xòe này. Bò xòe 99k luôn nhá. Ai lấy bò xòe này, đây chất đây, cực kỳ đẹp. Chất bò đây nhá. 99k nhá, 99k. Đây là bò xòe này. 99k, đây là bò ôm nhá. Bò ôm nhá. Dáng chữ A nhá. 99k nhá. Đây, kiểu bò này cũng đẹp. Nhưng mà cái bò này thì mặc hơi kiểu một chút, hơi hơi nghịch một chút, hơi cá tính một chút. Nếu mà mọi người không thích hai vạt ý, thì mọi người cắt đi. Cắt đi nhá. Cắt đi cho bằng nhau mà cũng vẫn đẹp. Chân váy bò ngắn nhá, 99k luôn. Chân ngáy ngắn 99k luôn. Này. 99k luôn nhá.
size M nhá. Cái này thì còn size M thôi mọi người ạ. Đây. Còn một em này nữa, hàng cao cấp 120k. Em này hàng cao cấp nhá, 120k. Bò chả, bò trắng, trắng sáng nhá, 120k, hàng cao cấp. Đây trên bò em đang mặc này, trên váy bò em đang mặc này. Đây là trên váy bò em đang mặc nhá. Bố bò. Vừa chị nhá, 58 lấy size L nhá. 58 lấy size L nhá. Cái này em đang mặc size S mà còn rộng này. Em đang mặc size S mà còn rộng này. Chị lấy 58 lấy size L nhá. Thì nở lấy chị thì nở lấy dáng bò nào để comment cho em nhá. Thì nở lấy dáng bò nào để comment cho em nhá. Nãy nay áo mùa đông thì mọi người lại kêu là like trên váy. Thì mọi người thích like gì nhá? Mọi người thích like gì em sẽ theo số đông nhá. Mọi người thích like gì em sẽ theo số đông nhá. Đây. Một quần hàng hiệu nhá, một quần hàng quần hộp nhá. Nguyên tem hộp nhá, nguyên tem hộp nhá. Em đang bán ở shop là 215 nhá. Em đang bán ở shop là 215, sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn 99k. Sale rẻ luôn 99k nhá. Ai lấy comment quần cho em 99k cho em. Quần 99k cho em nhá. Đây. Này. Quần 99k cho em. Cực kỳ đẹp luôn. Quần 99k nhá. Full hộp nhá. Ngố bò thì em hiện tại không còn cơ, mà còn em cũng không biết là ở đâu, còn có sốc một hai cái đâu, nhưng mà em không biết tìm ở đâu cơ. Tại vì giờ nó nhiều hàng quá chị. Giờ nhiều hàng quá, Diệu Linh ơi, giờ không biết tìm ở đâu cơ. Đây nhá. À, mặc thử cho mọi người cái quần bò này, à, quần trắng nhá. Ờ. Nó lại lên nhá Quỳnh nhá. 99k khuôn hộp. Đang bán 210 đấy. Đây nhá. Một em quần ngố trắng nhá, một em quần ngố trắng nhá. Quần ngố hơi loe nhá, quần ngố hơi loe nhá. Này. Cái này phải đi dép cao gót mới xinh nhá, cái này phải đi dép cao gót mới xinh. Bắt buộc mấy cái dáng này mọi người phải đi dép cao gót thì nó mới lên dáng, nó mới đẹp được. Cực kỳ đẹp luôn. Này. Màu trắng nó hơi kén mặc nhưng mà mặc cực kỳ đẹp. Ok như Quỳnh nhá. Khi nào sang đây thì chị đưa cho, khi nào ship. Ship thì bà chị ship nhá, còn khi nào lấy thì sang đây chị đưa cho cũng được. Đây nhá. Ok nha. Quần trắng nhá. Cái này phải đi dép cao gót và mới xinh. Trắng các mừng trắng 150k nhá. Trắng 150k nhá. Trắng 150k nhá. Trắng 150k nhá, quần trắng 150k. Cực kỳ đẹp. Mà bò xịn nha, vải này là vải bò xịn nhá. Trắng 150k. Vải bò xịn. Đây là mọi người. Đây là mọi người. Mã cốt, mã vạch thoải mái nhá. Chất cốt, chất vạch thoải mái nhá. Cái này là hàng chuẩn nhá. Chất cốt, chất vạch thoải mái nhá. Đó. Đó, quần trắng nhá. Đủ size nhá. Đủ size nhá. Em đang mặc là size S nhá. Em đang mặc là size S nhá. Còn ai lấy size M, còn ai lấy size M, L thì comment cho em nhá. 150k nhá. Ai lấy quần comment quần trắng nhá. 150k nhá. Ai lấy comment quần trắng 150k cho em nhá. Có ai muốn em like quần không ạ? Không muốn like quần thì em like áo nhá. Em like áo nhá mọi người. Em like áo nhá mọi người ơi. Em like áo nhá mọi người.
chân váy da hiện tại thì em thì chỉ còn hai mẫu này thôi, hết rồi ạ. Hiện tại em chỉ còn hai mẫu này thôi, hết sạch rồi. Hàng da thì hôm trước về nhưng hết sạch rồi. Chờ em chút hôm nay áo len nhá, chờ em chút hôm nay áo len nhá. Em bắt đầu lai áo len nha mọi người, em bắt đầu lai áo len nhé. Áo đỏ nhá, 79k nhá, áo đỏ 79k lên đẹp nhá. Cái này hình như là hết màu đen rồi sao, cái này có màu đen nhưng mà hình như hết rồi sao ấy. 79k nhá. Ai thích em đỏ này không? Đỏ 79k nhá, len này. Cực kỳ đẹp. Đỏ 79k nhá. Đây, áo đây. À, chân váy em mặc thì hết size rồi chị ạ. Cái chân váy này em mặc thì hết size rồi. Đây nhá. Áo nhá, áo nâu nhá, à, cái này có hai màu nhá. Hai màu nhá, 79k nhá. 79k nhá. Ai lấy đen comment đen, ai lấy nâu comment nâu nhá. Cực kỳ đẹp luôn, len đẹp luôn. Sale rẻ luôn 79k nhá. Sale rẻ luôn 79k nhá. Ai lấy áo cô gái comment áo cô gái 79k này, đen này. Đó. Ai lấy màu nào comment màu đó cho em. Đây, một em áo nâu nhá. Một em áo nâu nhá, chất đẹp nhá, 79k luôn. Cực kỳ đẹp. Cái len này, cái nó không phải là len nhưng mà nó là cái chất mịn ý, 79k. Ok nhá. Ok, nâu của Nguyễn Mơ nhá. Mơ còn lấy áo này được không nhỉ? Mơ còn lấy áo đen 79 nữa không nhỉ? Áo đen ngọc 79 nhá. Áo đen ngọc 79 nhá. Áo đen ngọc 79 nhá. Áo đen ngọc 79. Ok nhá. Chị để cho một áo này rồi nhá. Chị để cho một áo này rồi nha. 99. À chị ơi, em này không ship nước ngoài rồi chị ạ. À. Em đã không ship nước ngoài rồi, em chỉ ship ở Việt Nam thôi ạ. À. Đây nhá. 69k len Motegi nhá. 69k len Motegi nhá. Cần em mặc thì em sẽ mặc nhá. 69k len Motegi nhá. 69k len Motegi chất cực kỳ đẹp. À lấy trắng các mần trắng len Motegi nhá. 69k. 79k nhá. 79k một em hàng hiệu nhá. 79k nhá. Sale rẻ luôn 79k. Tại vì cái giá này còn có 2 3 cái nữa thôi. 79k nhá. 2 3 con sale rẻ luôn 79k. 79k.
ai lấy comment cho em áo nhá, áo nhá, áo kẻ trắng 79k nhá, áo kẻ trắng 79k nhá. Còn có 1-2 con thôi mọi người ạ. Ai lấy comment, ai lấy comment nhá, kẻ trắng nhá, 79k. À đây là một con đen này. Một con đen hôm qua ai hỏi nhỉ? Em like lại nhá, em like lại nhá. Chả biết hôm qua ai hỏi nữa nhưng mà em cứ like lại nhá. 79k nhá. 79k nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Ôm cực kỳ đẹp luôn. Cái dáng này mà mặc quần ôm ôm ấy, mùa đông ấy, cực kỳ đẹp. Tay nhá, tay có một hàng cúc 79k đen nhá. À này đen comment đen 79k lên Motogi. Mai anh lấy à? Cái này là dáng khác một chút nhá, cái dáng hôm qua là không có cúc, dáng này là có cúc nhá. Lấy thì ok cho chị nhá. Mai anh lấy thì ok nhá, 79k nhá. Lấy thì ok 79k nhá. Mai anh lấy thì ok cho nhá. 79k. Ok Mai Anh. Phương Phương kẻ trắng à? Chị Phương Phương cho em xin số điện thoại nhé. Chị Phương Phương cho em xin số điện thoại, em chốt đơn nhé. Phương Phương cho em xin số điện thoại, em chốt đơn nhé. Dấu quần em có nhiều chị nhá. Dấu quần em có nhiều, chờ em một chút nhá. Em lên nốt mấy cái hàng len xịn này nhá. Em lên nốt mấy cái hàng len xịn này rồi em sẽ like lên dấu quần cho mọi người nhá. Chờ em chiếu. Ok Phương Phương nhá. Chị Phương Phương cố gắng chốt cho em thêm 1-2 sản phẩm nữa nhá. Để đủ đơn ý. Được thường đơn của em trên 100.000 em mới ship nhá. Chị Phương Phương cố gắng chốt cho em thêm 1-2 sản phẩm nữa nhá. Đây. Áo đen nhá. Áo đen 79k. Đen 79k. Nó là màu đỏ đấy. Đây này. Nó có hai màu đấy, nó có hai màu đấy, xinh cực kỳ. Mọi người nó là dáng ngắn ngắn cơ lớp top ấy, mọi người đóng thùng cũng xinh. Mà để xuông xuông cũng xinh, có hai màu nhá, đen trắng này, có hai màu đỏ đen này. Đó, cực kỳ đẹp mà len cực kỳ dày luôn. Nó không phải là dày hẳn nhưng mà mặc cái chất này này, chỉ vừa vừa thế này thôi mà dày quá thì nó không đẹp, dày quá thì lại to, lại béo. Chỉ mặc ôm ôm thế này là xinh. Đó. Ai này đen comment đen, ai này đỏ comment đỏ nhá. Đen nha, lấy đen comment đen 79k. Đây nha, một em kẻ trắng nha, cái này có hai màu đen này nha, cái này có màu đen này nha mọi người ơi. Đây. Đây nha. Đây nha, em sale rẻ luôn, em sale rẻ luôn. 69k luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái chất này mọi người mặc thích luôn này. Chất này em bao chất luôn. Em bao chất luôn. Đây có hai màu đen trắng nhá. Nó là dáng dài, nó là dáng hơi dài, đằng sau có kẻ. Đây. Đen này. Đây trắng đây nha, em sẽ dơ trắng đằng sau cho mọi người nhìn rõ. Đây. Ai lấy đen comment em này, ai lấy trắng comment trắng 69k, em bao chất. Bao chất luôn. Dơ màu trắng cho mọi người dễ nhìn. Bao chất nhá. Riêng cái dáng này bao chất, chất sờ mịn luôn. Sờ mịn màng luôn. Chất này 69k nhá. Áo len nhá. Áo len nhá. Áo len nhá, 69k nhá. Ai lấy len xám comment len xám cho em 69k. 69k lên xám nhá. Ai lấy lên xám comment lên xám 69k nhá. 69k nhá. Ai lấy xám comment xám 69k. Đây nhá. Đây nhá, lên đây nhá mọi người ơi. Lên xám 69k nhá. Một em tím nhá, một em tím nhá, tím tím mộng mơ nhá. Một em tím mộng mơ chất đẹp luôn. Đó. 79k nhá.
Đây, mọi người có nhìn rõ chất không? 79k nhá. 79k nhá. Tím. Ai là tím các mừng tím 79k cho em. Em like lốt cái đống nen, cái nen xịn xịn này rồi em sẽ like lên kia nhá. Đây. 79k len này. Mọi người có nhìn rõ không? 79k len. Cái dáng này mặc ôm đẹp này. Thực sự rất là lười thử luôn, nhưng mà không thử thì không nên dáng được đẹp. Em đeo, em lấy tay cho mọi người biết nhá, mọi người nhìn cho rõ nhá. Cái này là cổ, cái này là cổ, chắc cổ 2/2 thôi. Đây. Cổ đến đây thôi mọi người, xinh lắm. 79k đen nhá. Ai lấy comment đen 79k cho em nhá. Ai lấy đen comment đen 79k cho em. Cần em mặc thử không? Cái dáng này mặc đẹp này, chắc chả cần mặc thử đâu vì cái form này nên dáng cực kỳ đẹp luôn. 79k nhá. Em nên nên em nên nên cao cấp nhá, em nên nên đắt nhá. Em nên nên đắt nhá mọi người. Hàng cao cấp nhá. Đây, đen nhá. Cao cấp nhỉ. Nhìn này đẹp chắc là mọi người đủ biết rồi. Nhìn này chắc là mọi người đủ biết rồi, đang bán 199 nhá. Đây, đang bán 199 này. Đây. 199 nhá. Siêu rẻ luôn, siêu rẻ luôn, 99k. 99k len nhá. 99k hàng cao cấp đấy. Đây là hàng cao cấp nhá. Cái hàng này nhà em gửi đi rất là nhiều rồi đấy. Ai nhận được cái hàng này rồi nhớ inbox cho em nhá, nhớ inbox cho em nhá. Đây nhá, đen nhá. Đen 99k. Hàng cao cấp. Những cái hàng nào em bán, em đã bán 99k là hàng cao cấp nhá. Bảo đơn của bảo hàng đi rồi nhá. Đơn của chị bảo hàng em đi rồi chị ạ. Đây, thêm một em nữa này. Nâu nha, em nâu này nhá, em nâu này nhá. Em nâu này tầm 50 cân đổ về mặc vừa. Xinh ơi là xinh. Nâu 50 cân đổ về mặc vừa hai màu. Nâu 50 cân đổ về mặc vừa hai màu. Đen trắng. Ôi em xin lỗi, nâu đen. Chữ đỏ. Boy. Playboy. Đằng sau đây là Playboy nhá. Đó. Ai nấy đen comment đen, ai nấy nâu comment nâu. Ok, bắt đầu lên dấu quần nhá, 99k nhá. Bắt đầu em lên hàng cao cấp 99k nhá, len cực kỳ dày luôn này. Em kéo như thế này mà không nhìn thấy một cái đường chỉ nào luôn cơ. Đây, kéo giãn ra nhá. Kéo giãn ra mà nó co lại như bình thường luôn. Nó là hàng len xịn, mọi người giật thoải mái, giật máy thoải mái luôn. Không bao giờ bị co giãn. Riêng mấy cái chất này, em bán từ hàng 99 cho đây là em bao chất hoàn toàn. Em bao chất 100%. Đó, nhận không ưng trả hàng. Ok chưa? Đi đâu mà mua được mấy cái len này cực kỳ dày như thế này luôn. Riêng cái hàng này em đã bán trên 100.000 nhá. 99k là em đã bao chất rồi, nhận không ưng trả hàng. Thoải mái luôn á. Dấu quần nhá. Đỏ nhá, cái này có hai màu nhá. Cái này có hai màu nhá. Cái này có hai màu nhá mọi người ơi. Cái này có hai màu nhá. Hai màu nhá. Len bông nhá, cái này là len bông cao cấp nhá. Em sale rẻ luôn, 99k luôn. Sale đồng giá luôn, sale đồng giá luôn. Hàng len bông cao cấp nhá. Hàng len bông cao cấp mọi người nhìn nghiêng nghiêng cho là rõ. Đây, mọi người nhìn nghiêng nghiêng cho là rõ. Hàng len bông cao cấp nhá, 99k. Ai lấy đỏ comment đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ, ai lấy đen comment đen. Còn có đúng hai cái thôi, một đen một đỏ thôi. Khách lấy hết sạch rồi. 60 cân đổ về mặc vừa nhá. 60 cân đổ về mặc vừa thoải mái. 60 cân mặc thoải mái nha mọi người. Chất đẹp lắm mọi người ạ. Này. Xinh kinh khủng khiếp luôn. À đơn của Vân Nghi đi rồi nhá. Đơn của Vân Nghi đi rồi. Đơn của Vân Nghi đi rồi. Đỏ nhá, 79k 3 màu nhá.
79k 3 màu, cái dáng này dáng dấu quần đây nhá. Dáng dấu quần này. Đây, mặc được kiểu trùng trùng kiểu như thế này, 3 màu. 79k nhá, 3 màu. 79k 3 màu nha, ai lấy đỏ các mình đỏ, ai lấy xanh các mình xanh, ai lấy vàng các mình vàng, 3 màu. Like nhanh nhá, 79k. 79k nhá. Đây, cổ nó còn nhú nhú nhá mọi người, cổ nó còn nhú nhú nhá mọi người ơi, cổ nhú nhá, cổ nhú nhá, 79k. 79k nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đang xem thì chấm bài cho em nhé. Ai đang xem thì chấm bài cho em nhé. Cái dáng này đẹp thế này, em siêu rẻ thế này mà không ai lấy à? Cái dáng này đẹp cực kỳ á, dễ mặc cực kỳ luôn. Mọi người thích thì mọi người mặc thêm một cái áo sơ mi bên trong nữa. Mặc thêm một cái áo sơ mi bên trong nữa cực kỳ đẹp. Đây, một dáng này nhá, siêu rẻ luôn. Vì ăn mặc, vì cái dáng này nó hơi khó mặc một chút. Cái dáng này hơi khó mặc một chút, em sẽ siêu rẻ. Chờ em chút, nó là len hàng cao cấp đấy. bốn chín k nhá. Cái này là nó hở đằng sau nha mọi người ơi, nó hở đằng sau nha mọi người, mà thêm kéo quay vào nữa, mọi người mà thêm kéo quay nữa đó, 49k, siêu rẻ luôn. Đó là len này, đó là len này, len cực kỳ đẹp luôn, 49k. Ai đang xem thì chấm bài cho em với. Còn ai muốn xem dáng nào thì cứ comment cho em nhé. Ai muốn xem thì cứ comment nhé. Cái này nó có hoa, đừng hoa đằng sau, đừng hoa ở vệ nhé. bảy chín k 2 màu nhá, màu hồng sữa với màu trắng nhá, 79k 2 màu hồng sữa với trắng, 79k cực kỳ đẹp, 79k nhá. Này mác này, tem mác này, 79k nhá. Ai đang xem thì chấm bài cho em mình nhá. Đó, 79k 2 màu, em like nhanh nhá. Có ai thích len cao cổ không? Ai thích len gì thì cứ comment nhá, em sẽ like nhá. Ai thích dáng nào thì comment em sẽ like nhá mọi người ơi. Chứ em like như thế này thì mọi người đã không ưng ấy. Thì mọi người cứ thích kiểu gì thì mọi người comment em like cho mọi người. Một em hàng hiệu này. Một em hàng hiệu cổ chắc 3 phân à? Chả biết 3 phân được không, 3 phân không. Thực sự là rất ngại mặc mấy cái cổ cao này luôn á. Đây nhá, siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn, 79k. 79k. 79k nhá. Ai lấy comment cho em 79k nhá. 79k xanh nhá. Ai lấy comment cho em 79k xanh. Tay này. Tay này. 79k xanh nhá. Ai lấy comment cho em 79k xanh. 79k xanh. Mọi người đóng thùng cao cao đây một chút mới đẹp. Cái này mọi người phải đóng thùng cao cao một chút mới đẹp. 79k xanh. Còn ai đang xem không? Còn ai đang xem không? Ai đang xem thì chấm bài cho em với. Ai đang xem thì chấm bài cho em với. Đây, áo cổ lọ nhá, áo cổ lọ xịn nhá, áo cổ lọ xịn tay bồng, tay bồng này, len xịn luôn, len bông luôn, len bông tay bồng, 99k, nóng quá mọi người ơi. Còn ai đang xem chấm bài cho em với.
Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? Không ai muốn xem gì nữa em thoát like nhá. Không ai muốn xem gì nữa em thoát like nhá. Không ai muốn xem gì nữa em thoát like nhá mọi người. Sợ phải mua đống dưa chuột. Uống đi. Đây nhá, chỉ 9k lên tay bồng nhá. Có ai xem gì nữa không ạ? Không ai xem gì nữa em thoát like nha mọi người. Em thoát like nhá. Em thoát like nha mọi người. Em thoát like nhá. Em thoát live stream nhá. Tối em live cho mọi người nhá. Có nhá Phương Phương ơi, em live từ nãy giờ toàn lên giày đấy, toàn lên giày đấy. Chất giày kinh khủng luôn đi Phương Phương ạ. Nhà em chất giày thì không thiếu, cả len bông nhá, có cả len bông nhá. Áo hút đi len nhé, áo hút đi len này, áo hút đi len. Áo hút đi trắng này. Áo này đỏ có size nhá Phương Phương nhá. Áo này có size nhá, áo này là size M này. Áo này là size M nhá. Áo này là size M nhá, cái này dày kinh khủng luôn. Cái này là size M nhá, tay bồng nhá. Chuẩn Hàn Quốc luôn á, chuẩn Hàn Quốc luôn ấy. Ưng cái dáng là lắm á. Đó. Ai lấy cái comment đỏ cho em chỉ 9k nhá. Đỏ chỉ 9k nhá. Kẻ này. Kẻ nam nữ đều mặc được nhá. Kẻ nam nữ đều mặc được nhá. Có size S Phương Phương nhá. Có size S nhá. Có size S Phương Phương nhá, có size S nhá. Đấy thì comment cho chị nhá, đấy thì comment đỏ chỉ 9k cho chị nhá. Kẻ nhá, ai lấy kẻ comment kẻ 85k nhá, ơ kẻ 89k nhá. Nam nữ đều mặc được nhá, cái này là áo đôi này. Cái này em có ảnh nhá, mấy cái này em có ảnh hết rồi đấy. Mấy cái gilet này em có ảnh rồi nhá. Ok Phương Phương nhá. Phương Phương được Phương Phương muốn lưu đơn ý, thì chị sẽ lưu đơn nhá. Không thì tối hoặc là mai chị sẽ gửi đơn luôn nhá. Không thì mai chị sẽ gửi đơn luôn nhá. Tối chị lại live tiếp ấy. Tối chị lại la tiếp em, nếu mà muốn lưu đơn thì nhắn tin cho chị lưu đơn nhé, còn không thì mai chị sẽ gửi đơn cho em nhé. Váy chị có nha em ơi, váy chị nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay chị lại lười like váy quá, để tối chị like nhé, tối đông đông người chị like nhé. Cái giá này là sẽ sau nha mọi người, cái này là sẽ sau nha mọi người ơi. Cái này về đúng còn đúng hai cái này. Về còn đúng hai cái này. Nóng quá à cô? Ừ. Có quạt đấy. Có quạt điều hòa đấy. Cắm lên cô. Đây này, cái dáng này nhá, sale rẻ luôn. Đây. Dáng rộng nhá, Họ sẽ đằng sau nha mọi người, sẽ đằng sau nhá.
89k nhá. 89k nhá, tại vì còn có mỗi hai cái siêu rẻ 89k. Len chân váy á. A này đen comment đen nhá. A này váy đen comment váy đen 89k nhá. A này váy đen comment váy đen 89k nhá. Còn có đúng hai em thôi, không nhanh thì chả còn. Cái áo này em có, cái váy này em có ảnh rồi đấy. Cái váy này em có ảnh rồi đấy. Xanh này. Xanh. Váy len hiện tại nhà chị chỉ còn bút chì thôi. Chân váy len thì chỉ còn chân váy len bút chì thôi. Này. Chỉ còn chân váy len. Tối nhá, tối em like cho mọi người nhá. Tối em like cho mọi người nhá mọi người ơi. Chắc chiều nay mọi người đi chơi hết rồi sao? Hôm nay cuối tuần mọi người đi chơi hết hay sao ấy? Tối em like cho mọi người nha. Chào mọi người nha.